Mình xin giới thiệu cho mọi người cách tưới cây bằng sữa. Đây là mọi người hãy chuẩn bị cho mình một bát sữa đậu lành lên men. Cái này là mình đã ủ lên men này, thấy váng men này. Một bát và mì chính nha, một ít mì chính. Và sau đó chúng ta cần sữa tươi Vinamilk. Thì liều lượng này chúng ta sẽ cho khoảng 15-16 lít nước.